Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chèo là một bộ môn nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đã từ lâu, loại hình nghệ thuật này là món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Các vở chèo cổ thường phản ánh, vạch mặt những thói hư tật xấu của quan lại phong kiến cũng như thực dân áp bức dân thường và đồng thời cũng thể hiện sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Thưa quý vị, trong chương trình Dân ca Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nét đặc trưng nhất của nghệ thuật chèo truyền thống cũng như không gian sinh hoạt văn hóa của loại hình nghệ thuật này. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Đôi ta duyên phần phải chiều, tơ hồng vẫn vít chỉ điều xe săn. Cầm tay giao mặt rằng rằng, chỉ thể nước biếc đạo hằng chớ quên. Duyên phận đi ta phải chiều này, ai ơi chứ đôi thời đôi lứa ta. Thời này duyên đi ơi phận đôi ta, thời duyên dây tới hồng nghe thời theo xe mà vẫn biết đi. Ấy mây sợi
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ Vân đã rất may mắn khi hẹn gặp được nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, tác giả của bản tình ca Tây Bắc nổi tiếng. Đồng thời, ông cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về nghệ thuật chèo như Tìm hiểu âm nhạc sân khấu chèo, 150 làn điệu chèo cổ. Ở trong đó, cuốn 150 làn điệu chèo cổ dày hơn 600 trang đã dành của ông rất nhiều tâm huyết và công sức trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình. Thưa nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, ở trong rất nhiều những loại hình nghệ thuật dân gian thì có những loại hình ra đời nhằm phục vụ mục đích tín ngưỡng, ví dụ như là hát văn trong thờ mẫu, hát cửa đình trong thờ thành hoàng làng vân vân, hoặc là có những cái làn điệu để phục vụ mưu sinh như là hát sẩm. Vậy thì riêng đối với nghệ thuật hát chèo thì loại hình nghệ thuật này được ra đời nhằm mục đích như thế nào ạ? Hát chèo có cái lịch sử của nó, tức là khi người ta đưa vong linh để đi qua một cái thuyền gọi là thuyền tam bản, người ta tổ chức những cái biểu diễn ở trên cái thuyền ấy, thế mới đầu gọi là chèo thuyền. Thế nhưng mà dần dần rồi nó biến thành cái nơi sinh hoạt nghệ thuật, và tất cả những người chèo thuyền đấy kiêm những diễn viên để diễn những cái gì mà là tâm linh hoặc là trong cuộc sống thực tế, và càng ngày người ta càng đưa nhiều những nội dung cuộc sống vào thì nó thành một cái thứ sân khấu có người xem, và dần dần thành nghệ thuật biểu diễn chèo là trên sân khấu. Vậy thì thưa nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, không gian diễn sướng của nghệ thuật chèo có gì đặc biệt ạ? Không gian diễn sướng của chèo thì người ta nói chung là nó là một cái sân khấu, một sân khấu mở, sân khấu cộng đồng, người diễn, trẻ con rồi là bà già các thứ ngồi sát với diễn viên, có giao lưu với khán giả. Về sau này chúng ta làm những chèo mới mà ta đánh mất tất cả những cái hiệu quả đấy, là vì không thể tạo được cái hiệu quả ấy nếu khán giả ngồi xem với cái ánh sáng điện như bây giờ. Nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, ông vừa nói tới khái niệm sân khấu ba mặt. Vậy thì ông có thể cho quý vị khán giả biết rõ hơn về khái niệm này được không ạ? Vâng, người ta bây giờ người ta gọi là sân khấu ba mặt. Nhưng mà ngày xưa thì nếu mà ta trèo thì người ta dùng là sân khấu cửa đình. Vâng. Đấy, sân khấu sân đình. Nó có ý nghĩa của nó, tức là cái sân khấu của sân khấu kể chuyện và sân khấu của trò diễn. Không trang trí, cái trang trí là cái người ta tưởng tượng ra. Và cách thức tổ chức của một làng chèo hay một gánh chèo có những quy định cụ thể như thế nào không ạ? Ngày xưa là những người làm chèo là toàn gia đình họ hàng với nhau cả. Ông truyền cho bố rồi bố truyền con. Ai có khả năng nghệ thuật chèo thì đều là được bồi dưỡng. Đấy, được bồi dưỡng. Và giao lưu với nhau các cái gánh hát. Ngày xưa gọi là phường hát, gánh hát. Thế thì trong cái tổ chức của nó bao giờ nó phải có một ông bầu kiêm tất cả, rất giỏi. Từ một ông ấy kiêm cả sáng tác về văn chương. Thế rồi một ông gọi là sắp trò, thì nó gọi là người đạo diễn, tức là sắp xếp các lớp vào với nhau. Có thể thấy rằng chèo là một loại hình nghệ thuật có sự kết hợp nhuần nhuyễn và hài hòa giữa các yếu tố ca, múa, nhạc và kịch nữa. Vậy thì theo ông, đâu là yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể phân biệt giữa loại hình nghệ thuật chèo với các loại hình nghệ thuật khác ạ? Trước hết là nó khác về phương diện âm nhạc. Thế nhưng mà vấn đề chính là cái sân khấu của nó là sân khấu diễn kể. Tức là nó kể lại một câu chuyện đã qua. Chứ chèo không bao giờ kể cái hiện nay cả. Nó được quyền tô vẽ, là nó cột quyền cường điệu rồi khoa trương, rồi làm cho nó đẹp đẽ. Thì nó dùng âm nhạc, dùng gọi là những cái vũ đạo. Đấy, những người ta không múa trong chèo, người ta gọi là nó gọi là tạo hình diễn xuất. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh với những chia sẻ hết sức thú vị cho chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin được thay mặt quý vị khán giả truyền hình kính chúc nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh sẽ luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những cống hiến có giá trị cho nghệ thuật chèo truyền thống Việt Nam của chúng ta. Xin được một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ. Thời cai non bà.
Nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, vở diễn mà các nghệ sĩ đang tập luyện là vở gì vậy thưa chị? Hiện nay là nhà hát đang tập cái chương trình biểu diễn được phục vụ cho khách du lịch. Đây là một cái màn mà giới thiệu tất cả những cái vai diễn tiêu biểu của nghệ thuật chèo đều có đầy đủ trên sân khấu, để khi mà đến với nghệ thuật chèo thì người ta có thể hình dung luôn được là trong chèo nó có những cái gì tiêu biểu nhất. Và cụ thể từng vai diễn là gì vậy ạ? Đầu tiên là anh Hề, Hề múa mồi trong chèo. Thì khi mà mở màn bất kể một cái vở chèo nào mà chèo cổ là rất là hay có anh Hề múa mồi cùng với các cô thôn nữ. Và thứ hai là cô Suy Vân, thì đây là một cái vai đào mà cũng là một cái vai rất là tiêu biểu trong nghệ thuật chèo. Rồi là đến vai Ả Quán, và tiếp theo là vai Trần Phương. Các diễn viên nghệ sĩ thường là phải thông qua tất cả những cái vai diễn này. Nữ thì các vai đào, vai mụ, vai lệch, vai chín. Thế còn nam thì nam ngang, rồi nam chính hay là lão. Đấy là đều phải thông qua những cái vai diễn đấy để mà mình có thể trải nghiệm đến tất cả các vai, mình có cái vốn liếng của nghệ thuật chèo. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi và chúc cho nghệ thuật chèo cũng như là tất cả những loại hình nghệ thuật đang được biểu diễn tại Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ được đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật trong cả nước cũng như là khán giả quốc tế. Ơi bác mẹ tôi mà, sao sinh tôi già nó xấu xí, nó cũ kỹ như thế, thế này để ông quan chánh lành ông ấy đòi tôi vào hầu, cho nên tôi phải về mua tranh tang tính tình, mua nước ngà mắm. Mua bột nghét chứ? Mua nước mắm. Để làm gì? Để gội đầu cho thơm, bước chân ra đi lấy chồng. Chiêu vua già cấm còn gái quá không được đi lấy chồng, tôi trở ra về sắm xanh tiền nhà. Cấm đoán như thế này thì mẹ con tôi đứt quang, lấy đòn gánh giữa đường, giữa
chở mẹ con tôi chết. Ấy nở lòng nào nhà vua cấm thế. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền. Vâng, chào chị. Chị Huyền thân mến, khán giả biết tới chị với rất nhiều những vai diễn khác nhau, vẫn luôn yêu mến chị với những vai diễn có thể nói là rất ấn tượng. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là thường thì những vai diễn nào chị nhận trách nhiệm để diễn trên sân khấu ạ? Khi mà Huyền về nhà hát thì cũng rất may mắn được phân cho diễn rất nhiều những thể loại vai khác nhau, rất nhiều những tính cách nhân vật khác nhau, như những vai hề cũng đã đóng rồi, thế rồi vai mụ cũng đóng, và vai nữ chín ở trong chèo cũng đóng cả bà già nữa. Nên là rất vui cuộc đời nghệ sĩ mà được phân nhiều vai, nhiều tính cách nhân vật khác nhau thì mình có nhiều cơ hội để mình được hóa vai vào các nhân vật đó. Những vai diễn như vậy thì đâu là vai diễn mà chị cảm thấy rằng là tâm đắc và thích thú nhất khi được hóa thân? Nếu mà để nói là tâm đắc nhất ở vai nào thì cũng khó lắm, bởi vì mỗi một vai nó lại có những cái tính cách khác nhau, nó lại có những cái đời sống của cái nhân vật đó. Thì khi mà mỗi khi mình nhập vào những cái vai diễn mới sẽ đem lại cho mình những cái cảm xúc mới, và đó mới là niềm hạnh phúc của nghệ sĩ, luôn luôn mong muốn những cái vai diễn mới để luôn luôn làm mới mình. Với rất nhiều những vai diễn như vậy thì chị có thể cho quý vị khán giả biết là sự khác nhau giữa những vai diễn đó nó được thể hiện trong những yếu tố như thế nào ạ? Nó cũng như cuộc sống ở ngoài đời thôi, mỗi một con người có một tính cách khác nhau, thì khi mà mình học ở trong trường và khi mà mình hóa thân vào các nhân vật thì mình phải tìm hiểu cái tính cách của nhân vật đó. Nó sân khấu nó cũng như là đời thực thôi, mình diễn làm sao để cho khán giả thấy rằng đấy là cái người thật đấy. Chứ nếu mà khán giả nhìn mà lại thấy rằng là đây không phải là thật, mà nó cứ giả giả như thế nào đấy, nó không phải trong cuộc sống đời thật, thì mình nghĩ nó không thành công. Căng buồm vượt sóng
rằng rằng thời khắc nghi cô nàng ơi, ơi này này lùi lùi xuống xanh nghỉ bay đi cha có sầm. Lênh đênh là con trèo quê Thưa quý vị và các bạn, trải qua thời gian, người dân Việt Nam đã tích lũy những giá trị văn hóa, tinh thần có bề dày như những vỉa trầm tích quý giá. Đó là hàng nghìn câu ca dao, tục ngữ, hò vè, dân ca, câu hò điệu ví. Trong đó có nghệ thuật chèo truyền thống. Đây là những loại hình nghệ thuật dân gian có tác dụng giáo dục, thanh lọc tâm hồn, đưa con người vươn tới những giá trị chân thiện mỹ của cuộc sống. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đôi ta duyên phần phải chiều, tơ hồng vẫn vít chỉ điều xe săn. Cầm tay dao mặt rằng rằng, chỉ thế nước biếc đào hằng chơi.